Xin chào các bác đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xe đạp Hải Phòng.com và em là Kiên Xe Đạp. Trong cái clip này em sẽ làm một cái đoạn video ngắn giới thiệu cho các bác cái dòng xe đạp touring của một cái hãng rất là nổi tiếng trên thế giới và là một hãng xe đạp phổ biến nhất thế giới bây giờ, đó là hãng Zion. Và dòng này là dòng Zion đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Và cái chiếc xe này thì cũng có một điểm rất là đặc biệt, đó là trang bị màu sơn đổi màu và rất là nhiều màu. Đấy, sơn nó hơi cũ rồi nhưng mà sơn đổi màu theo góc nhìn rất là đặc biệt. Và bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết cấu tạo của chiếc xe này. Vâng, và như bây giờ trong khung hình đây là các bác đang nhìn thấy chiếc xe đạp touring hiệu Zion mang model là Cross 3200. Như các bác có thể nhìn thấy trong ảnh đây thì là cái lớp sơn này nó là rất nhiều màu, đổi màu theo góc nhìn. Mình nhìn nghiêng thì nó màu tím mà nhìn thẳng nó lại màu xanh. Đấy, rất là đặc biệt. Nhưng mà cái chiếc xe này thì nó hơi bị cháy xước một tí. Đấy, mà em lại không thể bắn được bởi vì cái sơn này công nghệ nó cũng khá là cao. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nhá. Thì ở chỗ này là màu tím nhưng bây giờ khi em quay đến đây thì nó lại màu xanh. Nó đổi màu theo góc nhìn rất là đặc biệt. Thì sơn này nó lại hơi xước một tí trên này thì em vẫn để nguyên bản thôi. Hiệu model con này là Cross 3200. Con này thì được sản xuất cũng khá là lâu rồi. Rất là lâu rồi, dòng này là dòng Nhật, xuất Nhật. Đây, các bác có thể nhìn thấy là sản xuất thì tại Đài Loan, là nhà máy chính hãng của Đài Loan rồi, nhưng mà trên tem có ghi là Design in the USA, có nghĩa là thiết kế tại Mỹ. Và dòng Zion này thì thường là xuất Mỹ mà. Chiều cao của xe là 45, size 45cm, hay tương đương với 17,5 inch. Đã được bán sử dụng tại Nhật. Đây, Bicycle Dealer, đó là đại lý xe đạp của Tokyo. Khung là aluminum 6061, nhôm 6061 các bác nha. Khung nhôm, sơn đổi màu theo góc nhìn rất là đặc biệt. Và mỗi tội hơi xước tí thôi, hơi xước một tí chỗ này, chỗ cái gióng đứng này do vận chuyển này, một tí cái chỗ này do người dùng này. Còn đâu là sơn là khá là ok, các chỗ khác là ok. Phần chữ to này là không bị xước nhiều. Đằng trước của chúng ta nó có logo lỗi này, Champion, Zion Champion. Xe này đời khá lâu rồi, xe thuộc đời cổ. Đấy, có tem Nhật. Chân trống là nguyên bản hết. Chúng ta đi đến phần chuyển động của chiếc xe này. Về đằng trước thì chúng ta được trang bị bộ chuyển động đùi đĩa 3 tầng của Shimano hiệu Acera. Đời này là đời đầu các bác nhé. Đời đầu Acera đời đầu. Shimano Acera. Đằng sau chúng ta cũng có bộ đề của Shimano Acera đời đầu. Đi kèm với đó là một cái lip 7 tầng. Xe được trang bị bánh 700C và đũa là đũa Elok. Quả lốp của chúng ta là quả lốp 700 x 35C. Lốp theo em thì cũng còn khá là ok. Ta lông còn dày.
yên còn khá đẹp. Về phần tay cầm, đằng trước thì chúng ta có ghi đồng bằng, tay phanh, tay chuyển số cũng là 37 đĩa lip bên tay phải và 3 đĩa bên tay trái. Càng đằng trước của chúng ta là càng 700C phanh V, mayer là mayer nhôm, hiệu Shimano Antut. Xe rất nguyên bản. Vỏ lốp đằng trước đấy ạ. Đây là về tổng thể xe. Sơn là đổi màu theo góc nhìn. Các bác cứ đi đến đâu là nó thay đổi góc nhìn luôn. Rất đẹp, rất lạ. Theo em bán xe thì cũng nhiều năm rồi, em thấy rất ít những cái xe đó dạng kiểu này. Sơn đổi màu theo góc nhìn. Đi đâu lại thay đổi màu luôn. Vâng, và em đã tiến hành review xong chiếc xe đạp Giant sơn đổi màu. Các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này, muốn biết giá bán thì hãy liên hệ với em qua Zalo số điện thoại 0975709943 hoặc là gọi điện, nhưng mà thường thì em sẽ không ưu tiên gọi điện, bởi vì gọi điện thì cũng phải làm bằng việc bằng hình ảnh. Cho nên các bác hãy nhắn Zalo cho em. Và nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao hoặc là những cái video sửa chữa hướng dẫn phân biệt thì các bác ở trên Facebook hãy kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Còn ở trên YouTube thì hãy ấn đăng ký kênh và ấn like video để ủng hộ em làm những cái video tiếp theo. Ngoài ra em còn có bán đồng hồ sách tay Nhật Bản như các hãng như là Orion, Seiko, Citizen. Nếu các bác quan tâm thì hãy lên Facebook và YouTube tìm được Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ này nhé. Xin cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.